Rồi lên đi. Lên. Rồi xài đâu? Thôi ra đi ngồi. Thôi thôi tôi lại gò mắt tiêu luôn. Thôi bỏ luôn đi. Thôi bây giờ xài mất tiêu rồi bạn. Bị á, chỗ chứ xài mất tiêu luôn rồi. Cái xài văng chỗ rồi. Đi ra rồi. Chạy. Thôi nè mình đi ra rồi bạn. Đậu vào chứ xài tèm. Thôi nè mình đi ra rồi bạn. Chào quan nha các quan. Chưa kịp uống nó đậu phộng. Chào cả bạn nha. Chào bạn luôn nha. Đậu phộng này mình mới xúc miệng xong rồi rửa mặt nha các bạn, rồi thức sớm bữa nay ngày thứ năm bạn ơi, nên nấu nồi cơm nông. Rồi lấy nước cơm rồi mình pha cà phê uống nè. Nay mình uống nha các bạn. Ngồi chỗ này nè. Lý tưởng không? Nhắm cái gì? Ngồi đây ngắm cá coi bơi. Ô mời các bạn miếng cà phê cái đi. Hồi nãy rửa mặt nhanh quá chưa kịp. Cũng cái nè. Rửa lại cái nó coi. Wow. Mời các bạn nha các bạn. Sáng anh em mình bữa hổm anh em mình có đem mấy bịch cà phê đó bạn. Đậu phộng hôm nay anh em mình ngày nào anh em xét này mình cũng uống nên vô vô nhâm sạm. Nhưng bữa nay là ngày năm rồi nên mình sung sức quá này mình quay cho bạn coi luôn. Anh hai uống trước nhau phim. Ok. Anh em mình sáng nấu nồi cơm sẵn. Không nhận đi chứ, bỏ nước cơm qua hơi uống nóng đá béo nhẹ hả? Wow. Đó. Anh em mình vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh nha bạn. Chuẩn bị chiến cho ngày năm nha bạn. Xong ngày bữa nay là qua ngày mai là anh em mình được về nhà các bạn. Ở đây giờ ngồi uống cà phê tập yoga được không bạn ơi? Đủ ngồi thiệt hả? Vô đâu rồi nè, kêu không? Mình vô công cái hâm hậu quá. Ủa, rồi, cái chén cà phê tôi dành không? Có gì đâu, nước đi. Vô à, mày hấp đi. Anh em mình uống cà phê xong để phim uống rồi, anh em mình kiếm đồ ăn nha các bạn. Anh em mình bữa nay sẽ đi, bữa nay ngày cuối cùng rồi, anh em mình dính đói luôn cũng được. Nhưng mà anh em mình đi kiếm đồ ăn hả bạn ơi? Em dính đói mình đi. Đâu không? Ngày cuối cùng cái dính đói không? Không? Này sung sức quá, chiến đấu đi. Là nấu là đủ rồi, ta ăn thôi. Uống cà phê nấu phê, cái giờ ăn cái nó hơi đúng bài luôn các bạn ạ. Ăn cơm rồi nấu cơm chín rồi, ăn cơm không đi. Thôi giờ mình ra ngoài chiên lên nhãn. Cái gì ăn nè, làm món gì nè. Này từ từ đi. Uống không rồi đi săn bắt đi suy nghĩ coi có gì. Anh Hải thấy con cá lùm kềm rồi nướng ăn luôn. Nè, có mấy con cá nè. Có. Mấy con cá gì đó anh Hải. Bự dưới cây ta. Rồi, bây giờ anh em mình ngồi đây tĩnh tâm xíu cho bạn. Xong cho tỉnh chân đi rồi anh em mình sẽ đi săn bắt nha bạn. Đây các bạn. Đây sáng rồi. Anh em mình ngày thứ năm rồi anh em mình muốn ăn hải sản nha bạn. Đúng. Hải sản dùng sông nước hải nha bạn. Hải sản nước ngọt nha bạn. Hải sản miền Tây. Đúng rồi. Rồi dẹm. Mình sẽ mò ba dẹm nha bạn. Anh em mình sẽ ăn làm. Ba dẹm. Dẹm à. Bây giờ nước đang lên nha bạn. Đậu phộng hồi. Này lặn cho khục hơi luôn quá nước bẩn ra. Vậy mình lặn đủ ba con ba anh em mình ăn rồi. Ăn đồ phộng chắc tới cái kẻ găng này cái ngáy quá. Anh em bây giờ anh em mình sẽ dứt luôn. Dứt luôn. Thứ dữ quá. Dạ. 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 Đập vô cái sắt gì vậy? Chưa đó trời. Dạ. Thôi mở thử nghe. Bị đá. Ngồi đó nha em. Đây xuống liền bây giờ nè. Bây giờ anh em mình sẽ lặn nha bạn. Xuống đây rồi có nha, thử em nha bạn. Đú. Thiên nhiên đãi anh em mình nữa rồi. Đọc có không anh ơi? Con ngớ nè. Đú. Quá đã luôn rồi, thấy không? Đây, bạn phẹm nha bạn. Đó, anh em mình ăn hải sản miền Tây nha các bạn à. Quá đã luôn. Đú, đú. Có không đục? Hả? Dĩu hẹn con chết đó kìa. Con chết được ra. Nè. Con đắt không nổi. Ây da. Hôm nay có con này. Đu. Như vậy. Con này hấp gì á? Con gì? Dẹp như vậy. À, có gì sao đó. Ừ. Con này càng nhỏ hay vậy ăn thịt ngọt ngay luôn á. Luôn có gì không? Tao lặn một đống không lặn có hai con nghe trời. Đậu không lẽ xúc tôi lặn luôn chứ. Lặn đi. Lặn đi. Để mình thử mình xuống mình lặn ngao coi nó có con gì không nha bạn. Ây da. Có rồi này. Đậu không gì đi. Rồi cho bạn coi. Đó nhiều các bạn. Đây giờ wow.
Bây giờ mình thử mình xuống mình lặn thử đi các bạn. Nó không luôn lặn, không có nào chứ đi. Không luôn được mấy con. Lặn trong mé gà gà. Để coi phim đó, để coi phim đó mà không cái nào mà nó quên bố gì. Để coi cho em trai thử thấy em trai ok. Để coi nha, tôi cần gậy nha, phát này nè. Wow. Mấy con. Con chết mẹ rồi. Đâu, không gì đâu, lụng. Lại 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 ơi. Đậu phộng được hai con. Lại 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 lại. Ông ta lặn. Ba con. Đuổi nổ vô bố luôn. Lặn hai con. Quá. À, một đống luôn. Dính được một đống luôn các bạn. Có không này? Em bạn yếu đuối quá hay này nè. Một đống luôn á. Wow, mẹ các bạn ơi. Quá. Quá sáng rồi. Bộ phim nó bự quá. Lặn đâu có chỗ mà lặn, hồi nó có nhảy ngay chúng mày quá. Bự nhẹ hả? Bự nhẹ à. Rồi, hai rồi. Đâu. Bây giờ được nhiêu này mới lặn xíu các bạn. Wow. Rống luôn. Hốt khí hí lại đi. Bây giờ ba người lặn xuống ai dính nhiều nè. Con hai ghét dính nhiều lắm. Để không lục lên leo lên đi. Ngồi mấy con nhỏ này cái gì mình lượt mở lại ha. Để cho ông lục lên đi coi dính được nhiều con nha. Cậu lên là con dính được nhiều con. Quá trời luôn ha. Nhiều hả? Đang xin không dính nở. Mệt quá. Rồi leo lên đi nhiêu con. Không có còn nặng. Đâu. Nè bây giờ chơi nè. Bây giờ ba thằng lặn xuống ai vừa lên coi dính được nhiều nha. Ok. Đấy. Ba người lại xuống vai dính được nhiều nha. Ok. Chơi nha. Ê! Đâu không? Từ từ. Không lùi trên đó, không lấy trong rào kìa sao? Thôi thôi. Đừng tính không lấy. Bây giờ đúng không? Ok. Trời ơi, trời luôn gãy cái này. Đúng cái gì? Ok. Lấy nha. Chơi. 1, 2. Ơ, hết rồi trời. Đâu ổn rồi. Rồi rớt anh con nữa trời. Đâu đây. Đâu tao mập luôn luôn. Có mập mập gì chứ. Này nè. Đậu bóng nè, nè nè con này nha. Rồi. 1, 2, rớt anh con 3, 4, 5. 5 rồi nè. 6, 7, 8, 9 con. Đây là 1, 2, 3, 4, 5 con à. 9 con nha bạn ơi. 7 con luôn á con. Thấy không? Đậu không? Đấy rồi bạn. Thôi nghỉ chơi đi. Nghỉ chơi là chơi là biến chơi quá à. Chơi gì quá. Mạnh mẽ vậy. Để này. Để này. Phát này. Phát nó đâu rồi đâu ra. Đủ. Đủ. Tao với người quay viên đứng đây cổ vũ mày nha ba. Trời. Cứu lên. Ngại quá. 3 nè, 4 nè, 7 nè, 9 con nữa nè. Phải không? Tiếp đi. Thôi nói chung là như đây là hơi bị nhiều đó. Tiếp đi. Tiếp đi. Hơi bị nhiều dữ rồi. Tiếp bạn ơi, lặn tiếp miếng nữa bạn. Này mình tiếc hay lô đích của bạn ơi. Lặn ngay đứt sâu nữa. Đây. Được nha bạn. Đây là được con chảo nè. Đây nè. Đó, không ít đâu nha bạn. Kiếm thêm mớ ốc đắng nữa. Bây giờ anh em mình sẽ đi kiếm thêm ốc đắng nha bạn. Ốc đắng nè. Làm món gỏi nữa. Làm món thêm món hải sản đúng không? Đúng rồi, mình hôm nay phải ăn hải sản mà.
Rồi let's go. Bây giờ anh em mình sẽ đi kiếm chỗ bắt ốc đắng nha bạn. Đây bây giờ anh em mình sẽ đi mò ốc nha bạn. Sâu nhẹ ha. Kéo lên cây quá trời ốc đắng luôn bạn ơi. Wow. Nhẹ hả? Kéo cây đi. Gịch cây dưới nước đi. Dục ra ngoài luôn. Đâm nhẹ anh hai, xích đẳng xíu. Mà mò dưới xong á. Anh em mình đi sẽ kiếm ốc ốc đắng về làm món thêm một món nữa các bạn. Có dẻ mời. Dạ. Gì anh hai? Cây này của em mới dục hay vậy? Ừ. Ra xích đây nè. Nãy giờ Hàng lên, hàng về, hàng dây. Hàng dây, ốc đắng. Ôi, wow. Ôi, hàng dây, hàng dây. Ê, đưa cất, cất. Để đem vô từ từ. Hàng về bác ơi. Hàng dây. Hàng dây, hàng dây. Cây này giống như là ta kêu cây, cây sung. Đây. Cây sung. Đủ, không tôi dắt cây. Mẹ ông lụng, gỡ đi ông lụng. Wow. Ốc này nha bạn. Ôi thôi. Đây nè, ông lụng. Ôi trời. Còn có kìa ông lụng. Đó. Mọi đây, ừ bắt đi, thử. Ông chỉ gì bắt ốc thôi. Gơm chứ bắt gì. Gơm. Nè, nó nè. Dạ, bạn ơi, có cây không ốc nè. Quá trời. Thôi rồi. Dạ, mỏi nhẹ. Wow. Thôi con rụng gom nhẹ mỏi tay luôn rồi. nữa nè, mấy con ở đây nè. Ừ. Rồi. Hết. Ai còn? Rồi. Hết đi bắt tiếp. Vô. Gió mát dữ trời. Gió rì rào luôn các bạn. Tiếp tục thôi. Coi nhánh cây nào nữa không? Wow. Nhẹ vậy? Lùm. Bên này bắt xíu nữa đủ ăn luôn rồi. Ôi ôi cây ốc nhẹ hả? Cây này không phải là cây nữa rồi mà ốc không à. Quá trời. Ôi nồi, con luôn. Anh em mình làm món vị vu luôn ai. Tiếp tục nha. Tự nhiên là món quà cuộc sống dễ. Ây da. Cây đâm. Có cái con nào không? Kẹp lục, bắt con đó đi lục. Con em mình đi giống như đi lụm cây vậy. Mình lụm củi. Mình gom cho cái sông nó sạch. Sạch chứ vậy. Rồi. Ê. Ta lụm nó ăn. Ô. Wow. Nè ốc lục. Ốc nhiều lắm bạn. Có ông lụm. Ngốc. Đâu? Mò ngốc. Mò đi. Mò đi rồi, miếng nữa được. Mò xíu nữa, tại vì em bắt cũng được nhiều rồi mà. Đâu? Lụm. Ừ. Dư sức rồi. Mò đi. Mò miếng đi. Mò đây đứng tại chỗ luôn nè. Không mở được rồi. Đi lên anh kia đâu này. Này cá lồng. Dỡ lên đây cá lồng. Dỡ ngay nè. Dỡ đi. Nè 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 anh hai. Anh hai cầm tiếp đây. Bắt. Đụng tốc độ. Nó cứ cứ. Trên đầu nó kìa không đụng. Rồi. Nãy giờ được như vậy. Ủa bỏ chung chân luôn hả? Nhiều lắm rồi anh hai. Thì mở đi. Đậu phộng nhiều lắm. Có không? Có. Có cái quần. À, mà cây khác á. Có quà nha. Có quà, có quà. Đâu rồi? Có quà nha các bạn. Rồi dứt luôn. Ủa. Quà tặng từ thiên nhiên nha các bạn. Ôi ơi, khủng buồn. Ê, ăn được. Được. Để em bò đi. Để em bò đi. Cũng ăn. Để em chạy luôn.
ơi. Ngon ngon ngon. Đi 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 anh bài, đủ rồi. Đủ rồi, đúng rồi. Lên bờ đi. Lên bờ đi. Có quà, có quà. Bà bỏ dưới lên. Đại có quà các bạn, đậu phòng nguyên một chuối luôn. Ừ. Có quà các bạn, mấy chuối hư rồi anh em mình giục nha. Trời ơi, chuối này ngon luôn. Ê, bẻ 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 lựa đi. Nè, lựa mấy trái còn nguyên nè. Bẻ bẻ lựa mấy trái còn nguyên ra đi. Đâu à, anh em mình lượm được quà các bạn. Rửa 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 sạch ra. Cái này còn ăn được. Không sao, còn ăn được. Đẻ hết đi. Thì cái đó còn ngon nha này. Qua. Ngon nhẹ hả trời. Ủa, đâu có lụng kèo hôm vậy. Quá đã luôn mày ơi. Nhãn hà phú quá dục. Nè. Mới chìm cho chuối rồi. Yến. Nè này ngon nè, mày dục đi. Này mới hư chút xíu mà, để ra đi. Trời trời, đâu anh em mình lượm được kèo thơm từ ông trời cho luôn trời. Phim phát hiện ghê trời. Quá đã. Này me dữ rồi phim. Me gì đủ bổng. Chuối bị ngon luôn các bạn nha. Anh em lựa người trái xẻ đây. Nè mời bạn trái đi, lượm trái đi. Vô luôn. Cái này luôn. Rồi mình mời bạn trái luôn nha. Ngon ngon không nguyện nha. Ngon ngon, mời bạn ăn nha. Trời ơi. Đi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Rồi vô nè, mời tất cả bạn ừ, nha. Em đụng cái này. Đụng à. Đụng nhanh chân trên. Trời ơi. Đụng nè. Vô nè. Vô. Ngon nhẹ lắm. 1, 2, 3. Vô. Mời bạn nha. Tất cả bạn nha các bạn. Vô, vô. Luôn chàng ơi. Ôi chàng giống nhịn đi, ông đâu ăn trái cây đâu. Đây vô nha. Vô. Vô. Ngon. Ngon. Ngon nhẹ. Chú gì đến tới hôm. Hôm nhẹ hả? Còn như anh em mình đi mình chạy. Để dành ăn. Ủa đấy. Rồi mới ngọt ghê á. Trời ơi ngon nhẹ hả? Cái này mới ăn được trái cây. Cái này lớn xíu mà. Ngon như vậy. Ngon quá thì ngon rồi. Đã. Thôi, dỡ cái gỗ em luôn. Dỡ cái gỗ nó cho bắt được như vậy. Nào. Một không chạy xuống trời. Để tôi sàn lại cái này. Ngon nhẹ. Bỏ quá. Quà gì mà ngon ngon thế. Cái nưa gần quà chuối. Tẻ tẹp quá. Tạ ốc. Rồi. Rồi rồi. Lúc anh em mình vô đây nha bạn. Ốc anh em mình sẽ làm món khác rồi, anh em mình sẽ làm món khác nữa. Ok. Ok bạn. Bây giờ anh em mình sẽ về chợ nha. Ăn cái chuối trong số ruột nó bụng nhẹ hả? Ngon quá. Đi đi, đi. Này các bạn, trên đường về anh em mình lượm gặp được cây ô môi nha các bạn. Anh em mình sẽ hái vài trái ô môi về hồi chứ là chứ về túi thơ để quay cho bạn cách ăn ô môi sao nha. Tại nhiều người ở trên nhiều người chưa biết trái ô môi như thế nào để anh em mình sẽ hái rồi quay cho các bạn coi nha. Ô oh, bây giờ ô môi đang có bông nha bạn, đẹp lắm nha bạn. Con nào đâu có biết leo. Leo cho cái dữ anh hai. Leo không? Leo không? Đó ô môi nha bạn. Wow. Ăn cái nào chỉ tôi hái nè. Ăn cái nào bự nhất ở đây? Hái là trái quăng đây. Ok. Ôi, ơi lượm lượm lượm. Đây đây. Cho em ơi. Đây các bạn, trái ô môi nha. Có bông luôn nè. Đẹp dễ sợ luôn. Hai ba trái thôi được rồi hai, một ba trái thôi. Mỗi người một trái. Wow. Trái ô môi đẹp lắm nha bạn. Ra bông là đẹp như là hoa đào luôn mà không không đẹp lắm. Tại vì nhiều người chưa biết cây này là cây ô môi nha nên quay cho bạn biết nha. Liệu đậu đó. Lượm cái không lụng. Đây trái này bự nè. Wow. Chắc được rồi anh hai ơi. Ok, ba người ba trái. Ok. Đó cây ô môi nha bạn, đẹp quá trời đẹp. Xuống luôn. Woo. Rồi xuống được rồi.
Thôi đi khỏi ông coi. Đau quá. Đâu. Đây là ông ơi. Đừng gọi ông coi. Đâu không có tham chứ đây. Rồi dụng vô đầu đó nè. Rồi ok nha. Ok. Rồi lùm luôn đi. Rồi xuống à, let's go. Xuống 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 đi. Leo đây nè, ông phóng nè. Không xong luôn. Ừ thôi thôi, nghỉ 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 ghê lắm. Đâu, một đống mồi luôn nha bạn. Nè cầm đi ông Lục, ôm đi. À, trái này ăn ngon lắm nha bạn. Xuống đi anh hai. Không xuống đi. Đã chín rồi nha bạn. Giờ anh em mình nhắc xuống đổ ra rồi lấy dẹm dốc ra rồi làm món nha các bạn. Wow. Anh em mình về tới trại sinh tồn của anh em mình nha bạn. Đó, bây giờ anh em mình sẽ lấy ấy dẹm ra dưa ốc ra, anh em mình sẽ làm hai món nha bạn. Rồi giờ mình chắc nước rồi mình xóc cho ốc. Dễ lấy. Đây. Ok. Vô tỏi đi anh lộn. Vô tỏi đi đây anh lộn. Cái nha bạn ơi. Đó, bây giờ anh em mình chuẩn bị quất nha bạn. Lộn phòng anh em mình sáng giờ đi bắt ốc, mò dẹm lột mình đùm lum chân giờ cũng sẽ chịu. Tắm rồi sao vậy? Sẽ chịu luôn. Đậu nó bụng nhẹ. Vô vô anh ơi. Vô ven. Rồi miếng xả với miếng ớt trước nha bạn ơi. Đây. Rồi sao thì dẹm thơm xíu đi thôi vô. Từ từ dưới. Ngon liền. Ôi, thứ gì chịu nổi. Bây giờ đây chén ốc nè bạn. Trời, giờ nó thơm chịu không nổi luôn. Ốc bên này mình lấy được một chén luôn nha bạn. Đây là ốc đắng nha, bên kia mình đã rửa sạch luôn rồi nha bạn. Ngon nhẹ. Rửa nhẹ. Đi. Đó, vô nè. Dẹp vô nè các bạn. Đen cho kìa thấy. Rồi, nó màu nha. Rồi, nước mắm vô không Lục? Vô mắm lẹ đi. Mắm lẹ đi. Tốc độ bàn thờ anh em ơi. Nhiều tay một tí, nhiều nữa. Rồi, ok. Rồi. Quá đơn giản. Quá đơn giản. Đơn giản như đang giận. Đó. Đây là bữa cơm xế chiều của anh em nha bạn. Miếng hạt đường hay miếng mía. Nước mắm nhiều không? Cà, nhiều đi. Tại nay nước mắm nhiều quá. Trời ơi, miếng hạt nêm. Miếng ít thôi. Ajinomoto. Rồi. Cho miếng hạt muối này. Không. Không. Rồi. Rồi. Đây bên đây mình sẽ trộn gỗ luôn nha bạn. Đây. Dừng. Nãy bắp chuối anh em mình trên đường về anh em mình có hái cái bắp chuối các bạn. Ngon ngon luôn nha. Được cái bắp nè. Đây là nước... sốt gì nước trộn gỏi các bạn, chua ngọt anh em mình làm nha. Thôi vô luôn vô này chút nè. Thôi quá vô luôn anh em mình ớt đỏ hết nha các bạn ơi, nên màu nó không đẹp nha. Nãy bẻ ớt ngoài kia cây keo kia hổng không hên. Đúng rồi, nãy ớt của anh em mình luôn. Xài không dài hết ớt nha bạn, anh em mình đi vô ngoài hái mấy cái ớt kia để dành xài nha bạn. Mày ơi, mày ăn cắp lại, mày ăn cắp đi mày. Cái đó ăn cắp gì? Cái đó mặc quang luôn. Trộn cho ngon ngon cái đi rồi hả, bỏ cái kia vô. Đấy, bữa trưa của anh em mình hơi bị tịnh soạn các bạn. Đậu phộng ngon nha. Quá. Ngon. Ngon không thiệt. Không ngon đâu. Trộn đi rồi cho ốc vô nữa là thơm bơ luôn. Rồi bây giờ sẽ cho ốc vô luôn các bạn, ốc đắng. Vô. Chắc này vô toàn thấy ốc không luôn á. Trời ơi, nguyên cục thật lừ luôn. Nè bự ra nè. Ơi này thiếu nguyên cục găm nữa ngon không nguyên. Đúng rồi, thiếu cục găm ha. Trời ơi, này chắc thấy ốc không luôn quá, hết thấy rõ rồi. Wow. Với anh em mình xui hết đỏ ha. Rồi. Có đỏ vô nó đẹp luôn. Rồi, trông nhẹ sương sương cái anh em mình ra dĩa nha bạn. Ok. Đây là món gỏi của anh em mình đã xong rồi nha các bạn. Rồi giờ cái chảo này đã xong rồi nha các bạn. Giờ mình bỏ xả với ớt nha các bạn. Vô hết luôn. Nhắc xuống luôn. Trộn trộn ra nè. Rồi, ngon lành nha các bạn. Rồi, ngon quá. Ăn nữa. Rồi xuống luôn. Bây giờ xuống cái này mình cúng cái mời các bạn tất cả các bạn cùng thưởng thức buổi xế xế chiều của anh dùng với anh em mình nha. Đấy các bạn. Xong bữa cơm xế chiều của anh em mình nha bạn. Wow. Này là bơ đó các bạn. Chuối. Chuối nhẹ. Cộng một chảo gì? Dẹm. Chảo xào dẹm. Dẹm xào sớt các bạn. Một đây là gỏi ốc đắng bắp chuối nha. Đã. Sướng luôn rồi. Nói chung là bữa cơm anh em nào cũng thịnh soạn cho các bạn. Rồi vô anh em ơi. Thôi vô đói bụng lắm rồi. Bò rồi miếng này. Không còn no như ngày xưa nữa. Phải xả hả? Phải xả hả? Vô luôn. Có ai ăn chuối chung cơm ăn nha. Rồi xong rồi mới ăn ông nội ơi. Ừ.
nha bạn, vừa nữa mời bạn nha. Ngon nha. Vô này không đụng. Giữ tiền chứ. Ê, mình có cái bàn xay nha bạn. Xay dòng nào xay dòng đó không? Mời bạn mời em xào luôn nha. Mời tất cả quá. Mời em xào nha, quá trời đói thôi, hơi thức lẹ luôn. Vô vô. Mời bạn nha các bạn, vô luôn nha ông xàm. Ngon nghĩa hả? Ốc gì mà lăn nhìn nghe tê à. Đậu không ngon quá à. Vô bạn, bắp chuối nha. Đúng. Vô bạn. Thấy các bạn bắp chuối với ốc nha. Ốc dưa vậy mình anh em mình rửa sạch mới làm món các bạn, quá ngon luôn bạn ơi. Mời các bạn nha. Vô luôn các bạn. Ốc còn nóng nóng mà thù lù. Gì trời. Đúng rồi. Nay sao ăn ngon dữ vậy. Biết sao, nay ăn hải sản. Nay ăn hải sản của tổng rồi. Ngon lắm. Hải sản ngon nha bạn. Ngon nhỉ không? Ngon phải không? Gặp thêm cái tài năng mà làm nước chua ngọt cho bắp chuối thằng Khánh của mình nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, phim luôn rồi. Đây phim có tác dụng rõ rồi. Mời bạn nha, mời làm nha. Wow. Giật luôn. Cơm này ngon thiệt rồi. Đói nhẹ. Mình cực kỳ đói luôn, mình cực không ngon. Tại vì bắt hai lần rồi, bắt chúng ta mà bắt dẹm nó nhỏ không mà nó mập kia ha. Anh em đi bắt dẹm xong rồi đi bắt ốc nữa. Các bạn dẹm nha các bạn. Rồi đi trên đường về đi hái này hái kia nữa. Làm nên là bữa cơm hết trễ các bạn. Dẹm vẫn ngon. Các bạn dẹm mập phù lù nha. Sướng quá trời. Đồ gỗ nè. Mời các bạn luôn ơi. Dứt ngốc đi, dứt luôn rầm. Dẹm nè, ngon nè. Vậy mà cũng nghĩ ra được hai món quá đã luôn. Không nói là lời luôn. Các bạn nha, quá ngon nha. Không nói là lời luôn rồi. Chắc anh em mình làm thêm dài ảnh quá. Thôi, nhớ rồi. À, cái gì? Nhớ rồi. Nhớ rồi hả? Đúng rồi. Chứ mày kêu tao làm thêm nữa tao cũng đâu chịu đâu. Nhớ cái vợ không muốn chết luôn, người ta nó khóc luôn kìa. Anh em mình còn 3-4 chen mà nhiều món ăn lắm nha bạn. Vô trước tung chiêu của bên á. Còn nhiều món. Dẹm liền quá ngon. Đúng không? Hai cái cần mình chưa hết nữa. À, đói nhẹ hả? Cho nhà không kịp luôn, cho bới luôn. Bữa nay heo này anh chị. Em biết không, giật một cơm kia anh chị. Giật qua đây em không chịu. Ê, được rồi. Rồi. Trong, rồi. Trong khi nữa mới cơm làm bảy giật chuối rồi. Chuối. Nè. Tôi ăn xong tôi làm với chuối. Đây tôi cho ông này ông lục nhét xuống này quá trời luôn nè anh em ơi. Cùng ấy, cháy nha bạn. Dạ em còn quá trời luôn. Rửa chén rồi. Cơm cháy bóng đêm. Mời tất cả bạn nha. Mời ông xàm chén hai nha. Wow. Rồi luôn rồi 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 to rồi. Dạ. Mời bạn miếng chuối nha bạn. Vô luôn ông xàm. Ngon quá trời ngon. Rồi cái chuối vô quá thơm nhẹ à. Dạ hồi nãy. Thôi tự lên hai xuống tự bơi à. Thôi để hồi mình ăn xong mình lấy chuối luôn. Ăn mình ăn giỏi bạn, thấy giỏi với cái kia ngon nhẹ. Quá bán luôn, trời ơi trời. Các bạn, đây, một muỗng giỏi, đủ giỏi nha. Muỗng là nó nè. Ngon quá, giờ bị động con mữ luôn rồi. Đi tàu đúng hay đi gì là không được ăn cơm cháy nữa nha fan. Này đi đâu, vậy sao? Đi hả? Bằng ma tao mà. Để sao không được ăn? Cử. Lý do? Sao? Lý do gì? Cái cháy gì? Người xưa cử. Cơm cháy chứ không phải là cơm tiết. Ở đây là cơm cháy chứ không phải là cơm cháy. Đúng luôn. Dẹm quá cháy ngon luôn. Cháy như cháy nó khác. Mời bạn nha, dẹm ngon cực kỳ luôn. Nè, đũa gỏi là chấm vô cái này nè. Rồi còn đây con nữa coi. Chấm lẹ đi trời, trời đậu phụ. Chấm bố quặng. Gãy đũa bây giờ. Lì. Có quặng đũa luôn kìa. Gãy đũa. Rồi. Ngon quá ông Phim ơi. Ngon quá ông Phim ơi. Ngon quá ông Phim ơi. Ngon quá ông Phim. Này mới ngon à. Chơi kỳ hai anh em ăn cơm cháy, em cho tụi miếng cơm cháy. Làm miếng chuối hả? Thôi nói vậy không, nội ơi, chán rồi dễ về, mở càng không bóp chuối nha. Đây em kiếm cơm cháy cho anh hai cho. Thôi rồi anh hai còn lại lắm. Thiệt con lắm. Thôi. Nè. Này em thương anh lắm. Đó. Em hỏi trang lên bút. Đúng rồi. Thương dứa hả? 200 miếng. Đó. Mới hãy kèm mới kiếp lụm. Nói chung là bữa cơm của anh em nào, bữa cơm bữa nào cũng là sơn hào hả dĩ cho anh em. Nói chung là ngon lắm luôn. Nhà hàng như chắc gì làm lại anh em mình. Rồi. Coi phim có lòng mình có mẹo bạn ơi. Mời bạn về cơm cháy nha. Wow. Dứt luôn bạn ơi. Vô vô. Thì mới gọi.
này con ố về ở không mò về ăn quá. Quá ngon không? Ăn cái chuối à. Sắc chuối vô nè. Đó. Nó không lấy rửa mình thắng chuối mà chứ không phải sắc. Vô. Ừ rồi. Vô bạn. Trời trời. Vậy mà ốc còn. Ngốc. Ốc còn nhiều hơn mắt chuối hả? Ừ. Ốc lên mắt nhiều lắm. Mời bạn nha. Vô nha các bạn. Một chén ốc luôn à. Ngon nhẹ. Được miếng chuối nè. Vô nè. Nói chung là bữa cơm nay quá lạ. Quá ngon. Sao mà không coi được mấy cái liền ha. Mấy ông chảy dày cái hông quá. Ăn mà thì cái ốc mà nó lên tới đầu rồi xuống tới chân nó ngon nhẹ rồi. Nó sung rất nhẹ hả. Vô luôn tại. Nhất là món vậy mà. Quá bén. Ngon tức sắc luôn. Các bạn nha. Đậu xanh ăn với chuối ngon cũng chật. Mà mấy chuối vậy. Các bạn cái này ngon đây. Đây. Ê. Mà bạn miếng cho miếng nha. Nha. Ôi gấp hả? Ôi. Đây là chuối lụm bờ sông các bạn. Này là nguyên cái buồn chuối các bạn, nó chín quá, cây nó nhỏ, cái cây nó dằn vô bờ sông người ta không thấy nữa bạn. Đây mình lụm luôn. Mình không ăn là chuối này đã chìm húi luôn. Mình nãy húi hết rồi nè. Chuối này ăn bài húi rồi. Của mình đâu. Mình cứu cái bụng mình đó nha. Các bạn nha. Ngon nhẹ. Tuy nó bị ngập nước nhưng mà vẫn ngon mà. Còn khô mà không? Ngập nước. Chuối này mấy bữa trước ngập nước. Cái tấm vô đây nè. Wow. Nó căng cả bụng rồi, trong cả mắt. Ngon bữa trước một phim là sinh ra là phải là con heo quá gì đó. Ăn không nằm. Không nằm. Để chuối anh hãy. Làm chứ. Mời tất cả bạn chuối nha. Wow. Ăn ngon quá nè. Này là cái chuối của ông Lục nè. Này, này mới đúng là nước nè. Nó bóc nha các bạn. Wow. Đây à. Cái này là phải cứu ông Lục mới đúng nè. Lùm nhỏ hơn nữa. Cái này của anh Hai nè. Còn anh Hai đâu khổng lồ cái gì. Đúng rồi, lùm ăn nhỏ ăn nhỏ. Anh Hai bự bự chứ. Nè của em nè. Của tao làm gì nè. Gì không. Hai trái dặn lại. Cái gì sao. Chú ngon dữ vậy. Ăn mà chén miệng thêm chú chú vậy. Đậu phộng ngon. Chú nhiều quá trời. Đậu phộng đồ này đồ ăn của mình. Còn mấy trái ô mò nha bạn. Để từ chiều tới tối mình ăn sao nha bạn. Đổi, bữa nay anh em đồ ăn ngập mặn rồi. Đậu phộng. Gắp miếng nữa. Wow. Ghiền cái gì. Ghiền. Ghiền ấy, đậu phộng. Mãi bạn nha bạn. Đủ quá khỏe vậy. Giờ mới hiểu là quay phim có cảm giác vậy. Anh Hai cũng biết cũng là con heo bự bự luôn cái gì á. Tao nào đâu. Tự nhỏ để trời. Nói chung là anh em mình ăn xong rồi bạn. Để anh em mình tắt máy xong anh em mình lùa hết lóng này nha bạn. Rồi có gì chia sẻ thích cho các bạn cùng xem nha. Rồi bạn bây giờ chiều nha bạn. Xế chiều tà luôn rồi nãy giờ. Anh em mình ăn cơm xong rồi nằm nghỉ ngơi xíu bạn. Bây giờ anh em mình sẽ làm một cái xích đu các bạn. Hai ba anh em mình nghĩ ra trò chơi mới để làm cái xích đu để đu đu đưa các bạn. Xích đu lơ. Ok. Xích đu lơ. Anh em mình làm bằng mấy cái tàu đủ đỉnh nha bạn. Này làm bằng toàn bằng dây gừng hết nha. Ok ok. Anh em mình sẽ anh em mình có võng rồi, có sàn nước, có ghế bố rồi, anh em mình làm lum chứ mày. Đâu không. Lum chơi luôn. Đó. Chắc nha bà con. Không chắc thôi, ngồi té đứt hết mụn nội luôn. Đó, bây giờ này mình sẽ làm nha bạn. Gì đó đây anh Hai? Bự quá, nhỏ mới được. Chế được rồi. Nó bự nó xiết không được. Yếu hẹn. Anh Hai biết làm xích đu không? Không. Giờ anh Hai yếu hẹn không biết làm xích đu. Không, tên yếu hẹn. Cho ông làm tay em cột cái đây, hai người đang chung. Anh em mình làm đồ thủ công mỹ nghệ nha bạn. Rồi. Lắm em trai của ba ơi. Rồi đều đều ơi. Ok. Anh em mình đang ngồi làm cái ghế ngồi nha bạn. Đây này. Đó, quăng xuống. Nè. Ok. À, tiếp tục đi. Đúng luôn, cứ tiếp tục vậy hoài được rồi đó.
này đó, hay đó, thêm cây vô ai đẩy cây bên ông lô vô lùng. Ừ, cho nó thăm mấy đứa đẻ ơi. Ừ. Ừ, đúng rồi. Đó, bắt nhịp được rồi đó đúng không? Đó, vô. Gì đúng không ta? Ai biết không, mỗi bên mỗi khác đi. Hậu biết làm stu đúng không em trai dữ vậy? Không biết làm stu không? Đó. Cái là xong rồi. Đó. Đẹp nha bạn. Vô khu em. Vừa vừa nha anh hai, giật quá, kéo quá nó đứt cái bỏ bủn luôn á. Vậy này cứng lắm. Hai giờ có con đường đi tới hoài. À, mày. Đẹp không bạn? Giống như chiếc bè vậy. Ừ. Đó. Ừ. Quá đẹp, quá đẹp. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2 cây nữa. Lôi cho đều. Đồ quá. Xích đồ đẹp dữ trời. Đều go luôn trời ơi. Đẹp dữ trời. Đẹp dữ chưa? Rồi cái này đó. Cái này cây nữa hả? 4, đúng rồi. 6, 8, 9 rồi, đủ rồi đó. Lùng xuống xuống nào. Đủ rồi đó. Rồi. Buộc thành cái ghế đây nha. Đích cái này cho ta đều nữa luôn. Rồi xếp cái cuối luôn. Ok. Được rồi anh hai, đi, đi đi, được rồi. Rồi, xiết vô. Xong cái ghế nha bạn. Đây, anh em mình sẽ làm hai cái xích đu đi, làm hai cái ghế nha. Giữa anh hai ơi, đứt cũng khác một là xong phim luôn á. Cắn ghê. Anh em mình làm đồ thủ công mỹ nghệ gì nữa, anh em ra ngoài kia bán luôn anh em. Nhấn vô, nhấn vô. Đúng rồi. Ok nào vậy. Để ra lại đi. Xong chưa đây cá lục? Xong. Rồi, rồi thành xong bè nha bạn. Để không gì kiên trì nha rồi. Không lâu làm gì kiên trì nha. Vậy là ngãy lên. Rồi ok, xong cái nha bạn. Xong rồi nha bạn. Anh em mình làm xong hai cái xích đu rồi nha các bạn. Xích đu lơ, chèo khu ngỗng, chổng khu mèo. Ừ, lắm nha các bạn. Chai bi đào, cây nào cao, cây đó. Nào thấp, chặt cái bụm. Anh em mình làm xong cái xích đu này, anh em mình ngồi chơi thôi. Có xích đu, có võng, có sàn nước, có cái bố nữa. Đậu không sao nhiều dữ trời. Thôi quá. Anh em mình lâu mới khóa nướng bữa không? Thường thôi. Gọi lên ngồi. Lên ngồi đi chuẩn bị thường đối với anh mày. Đẹp luôn. Ok không? Ok. Này. Cộng cái khư với ba mừng. Đủ. Ô. Đây. trời ơi bao đâm. Trời ơi khư. Đủ. Quá đã bạn ơi. Thành công rồi. Sau hai xích đu các bạn. Đủ. Đã rồi đâu. Quá phiêu, quá phiêu. Lòn mà chơi gừng không nha bạn. Đủ. Đủ. Lùn không dám được. Lùn không dám được. Đậu không lùn đâu dám được đâu. Đưa cỡ nào. Đưa đi, không ra đâu. Đưa cỡ nào. Mạnh lên nữa. Không ai liên quan đâu. Đưa cỡ nào. Sợ quá vô cái xài nè. Đưa cái xài hả? Nè. Coi ra. Ghê không? Ghê. Rồi ok. Ok xong hai cái xích đu các bạn. Quá đẹp. Quá đã luôn. Làm mình chỉ gừng hết cho các bạn. Đủ xịn sò hết vậy. Xiết luôn. Okay. Rồi ok bây giờ xong rồi nha bạn. Anh em mình sẽ đi kiếm bữa ăn chiều cho bạn nha. Bên anh đây chiều nên anh em mình ăn khác biệt xíu nha bạn. Ok các bạn nha. Bây giờ là chiều tối luôn rồi nha các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đi hôm nay mình buổi chiều hôm nay anh em mình sẽ không săn bắt nữa nha bạn. Ok. Mấy là từ ngày 1 tới ngày thứ tư là ngày 5 luôn rồi là anh em mình săn bắt chơi nha bạn. Tới buổi chiều hôm nay mình sẽ ăn ăn để gì mày không biết tính toán. Chạy đâu hả? Chiều hôm nay là mình sẽ ăn dại luôn nha bạn.
Bữa nay mình sẽ ăn trái cây để mà sinh sống qua buổi chiều luôn nha. Đêm nay thôi. Đúng rồi. Cây khô ta để làm chùm củi muỗi không à. Bây giờ bay qua đây. Ông rồi. Đi nè. Hồi bữa ngày đầu tiên là mình đã phát hiện báo giặt trong đây nữa nha bạn. Bay qua đây. Đi ra thẳng đây luôn. Đầu gà. Thẳng đây luôn nha. Ừ, rồi gặp ba cắt nữa. Dặn đường đem đi mà nó không nghỉ luôn. Ây da. Khỏe luôn. Ây da. Đây nè. Dầu rất là dấp luôn rồi. Từ. Coi chừng gắn độc nha bà con. Thôi thôi chuyện ghê. Ây da bạn. Mình đã phát hiện cái buồn chuối nha. Đây. Hay. Thấy chưa? Thấy rồi. Thấy chưa? Đây là chuối sim nha. Đó. Thấy rồi nha. Chỗ này là gừng gặm u minh nha bạn. Đó. Cái buồn này thì nữa là chín dữ lắm, chín luôn nè. Kéo buồn xuống lụng. Cái đầu đó. Không, bây giờ hai người đội lên đi. Đội lên, anh em mình cắt chỉ một ít thôi để anh em mình đủ ăn thôi. Nè, đội luôn lên đi. Đội nè ông ba. Đội nè. Thật được. Để đội luôn lên đi. Anh em mình cắt vừa ăn thôi để dành cho chín. Còn để làm cái mũi kia. Chỗ này là ôm tùm lắm nha bạn, tao không phát hiện đâu nha bạn. Gì anh hai? Phẩm mũ không có nhiều mũ gì đâu. Rồi lên. Rồi, để lên đi. Để nhìn tới chưa. Lên lên. Rồi lên đi. Lên. Chân chân. Ai có dao cho ông được. Nè, anh cắt chừng một nãy thôi. Cắt một nãy thôi. Coi chừng nha, coi chừng nhớ dao nha. Cắt một nãy được rồi. Tôi ngon rồi nè, tôi dần sủi dây nè. Đi đi. Một nãy dưới á, nãy cuối cùng á, nãy cuối cùng là ngon nhất á. Ừ. Dạ, dạ. Phải không? Đây, một nãy chuối các bạn. Nãy nó đi mày. Nãy mình đủ rồi, tại mình còn chuối ở nhà nữa. Ông đứng trên lưng tôi hơi bị lâu rồi đó. Rồi đi luôn nè. Tao lại mày. Trời ơi. Ê. Thôi ông nó túa ra nó quánh đậu, không thằng nào lấy đâu. Tung. Giống làm gì vậy? Đây các bạn. Một buồn chuối các bạn. Một nãy chuối chứ. Lộn. Nãy nó còn buồn. Ây à, hình như cái buồn đó hơi bị bự luôn á. Để mình quay cho bạn coi. Đây cái dao đó chưa? Đây bạn, còn nguyên một buồn luôn nha bạn. Đó. Nhiều lắm, cái này để chín ăn một cái là nhức đắt luôn. Bây giờ anh em mình sẽ đi kiếm những cái trái khác để mình ăn tiếp cho buổi tối này nha bạn. Anh em mình phát hiện cái mít chín tuốt trên kia nha bạn. Không biết các bạn thấy không nữa. Đó. Đây à. Đó, cái mít chín nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ lộ lên đó để hái trái mít nữa nha bạn. Không biết nha, hoa quả là chim với chuột với sâu nó ăn là trái lúc nào ngọt chân. Đúng. Chính xác. Chiều hôm nay anh em mình sẽ ăn thực vật nha bạn. Trái cây rồi á. Cái này giống như người nguyên thủy vậy. Đụng gì em nói nha. Đúng. Leo đi ra cá lùng. Leo được không nha. Hả? Qua đây nè, leo đi. Cây nào ta? Cây này nè. Cây này nè. Leo đi. Phải không? Nó kìa. Thấy à, thấy rồi. Đúng con chân luôn á. Ừ. Được không nha? Được. Đăng thấy không? Thấy chứ mất rồi. Rồi, thấy nó ông kia nó rụng đi ông lụng. Thấy chưa đây cá lùng? Rung lại rụng à. À, thấy rồi. Thấy chứ mất rồi. Rụng. Không rụng luôn. Mạnh lên, bẻ nhánh luôn. Mạnh lên đó. Bẻ nhánh luôn. Rồi xuống luôn.
Ừ. Ôi thú chân rồi. Thả đi. Ok. Còn một con thú chơi nè, thú còn nữa bên rồi. Rồi, ngon nè. Còn thú. Xé xé cứ ăn được nó. Được, được, được. Rồi anh em mình tận dụng bao nhiêu mình ăn nhiêu. Xuống đi ra cá luôn. Ủa lụng hết tiêu rồi. Rồi. Đây nha bạn. Thơm nhẹ hả? Thơm. Nè thử coi. Thơm nhẹ vậy luôn. Ừ, thơm nhẹ hả? Ừ. Mà biết xẻ ra còn nguyên dạng không biết à. Kệ đi, ăn được nhiêu ăn. Thơm quá thơm. Được, xuống đi cho ra cá luôn. Rồi xong bẻ xong mít lại nên mình sẽ đi kiếm trái cây khác rồi này mình ăn nữa nha bạn. Trái xài đầu tiên ngày 1 anh mình quay cho các bạn coi cái này nè bạn. Bây giờ anh em mình sẽ ngày cuối cùng anh em mình sẽ xin đại trái xài anh em mình nha bạn. Để anh em mình xử lý cho buổi tối các bạn. Tao sẽ tiểu lý đi đâu. Sẽ không trúng quên. Vô. Hay lắm. Gì vậy anh hai? Cây này dài quá. Ừ. Tao kiếm cái gì tao khoan nó coi. Tên lửa liên quan. Rồi tới nữa. Trời ơi. Rồi để em lục dọn cái. Tên lửa liên quan ấy. Vô đâu. Mày á bự. Dữ quá. Tôi mạnh lên chút rồi tới nè. Chảy xài hụt về tôi. Dài nhẹ hả? Chưa chút chưa chút. Mạnh tí nữa. Lại này. Nãy giờ giỡn nha các bạn, nãy giờ mình mới là cảm giác yêu thôi. Không biết cảm giác yêu thật lòng đây. Nó rồi. Tiêu luôn. Con kìa. Ủa đâu rồi? Bắt em luôn rồi. Đâu không. Ủa đâu rồi? Xài đâu? Ở trong á, nó nằm ở trong á, trái đâu đây? Cái dừa nằm đâu? Cái dừa gì? Rồi cây đỉnh. Ây da. Cái gì vậy? Kiến vàng không nội ơi. Trời ơi, với thầy không tư vậy. Rồi thầy đâu? Thôi ra đi ngồi. Thôi thôi tôi lại rồi mất tiêu luôn. Cái thầy cậu không tiêu trời. Thôi bỏ luôn đi. Má nó ốc kiến vàng. Thôi bây giờ xài mất tiêu rồi bạn. Bị á, chỗ với xài mất tiêu luôn rồi. Cái xài văng chỗ rồi. Đi ra bà ơi. Ờ nè mình đi ra đó bạn. Đậu phòng chứ xài tèm. Ờ nè mình đi ra đó bạn. Chuối anh em mình đã nấu xong nha bạn. Xàm nữ. Ta ra ta ra. Cái này luôn. Cái này gắt tiêu lên hết vậy. Được rồi, nó bị vậy á. Đây vô. Vô ba chú này ăn lột ra chấm ngon nhất. Tay đi. Con gắp tay hết luôn á. Quá. Cái nữa. Cháy nữa. Quá. Cháy nữa. Quá. Cháy nữa. Cháy nữa. Ừ giỏi. Ủa không. Tội nữa. Ừ. Tội nè anh em mình tội ăn trái cây không luôn nha bạn. Rắc luôn trời đũa đây khỏi trời luôn. Sẽ chín mít ra nha các bạn. Sẽ kiểu nào giờ ta? Đù. Sẽ kiểu nào giờ ta? Chín mít đó bị ông ta làm gớt rồi chịu. Hai làm gớt rồi chịu đó chứ cái mưa cái thèm. Sẽ kiểu này hả ta? Ừ. Đây đi nha bạn, cái khúc nào ăn được thì ăn, khúc nào không ăn được thì thôi nha bạn. Ừ, sao mít hay lắm. Không ừ. Vui bán mít mà. Vui bán mít mà. Ừ. Anh bán mít may mắn và cái chết. Quá. Wow. Sẽ cái nào ta? Sẽ đi, khúc đó bỏ. À, cắt đây nè, cắt đôi. Cắt làm tư. Nấu sầu nè, bôn lên. Trời ơi mày. Sao miếng nó còn ăn được? Tao lái quá là gì mà. Tao lái là gì nữa mà. Lái thầy em. Thấy không? Ờ. Ngon hả bạn? Đây nè. Wow. Cắt ghê luôn nè. Cắt đâu nó sầu luôn hả? Đủ. Quá đã. Đủ. Mít ngon hả bạn? Vô. Miếng nữa. Thôi vậy được rồi anh hai. Miếng này nè. Mình chút không xác định. Để tiếp tục nha. Cắt thôi bỏ. Ừ. Đúng. Còn nhiều lắm. Thôi khúc đó còn nhiều lắm lục. Khúc này đem lục nè. Vô. Trời ơi ngon nhẹ à. Quá đã. Buổi tối này mình trái cây nhóc chơi luôn trời. Cái nào ăn được thì cứ ăn nha, đừng có cho lãng phí nha. Tránh lãng phí liền, hôm nay đồ ăn là ấy mà. Này gọi là ăn khoa quả vô. Anh gọi là ăn không được lãng phí. Sẽ cái này nó không được. Ừ. Sắc này ở sắc xếp vô. Mày tao cầm dao, mày cầm dao. Ok anh cầm dao. Đây còn miếng nè Ben. Chắc không.
Hả luôn. Thôi nó hư hôm nay. Hư chắc bỏ luôn. Hư rồi. Hư không? Hư bỏ. Hư bỏ đi. Không bỏ dẹt cái húi á. Không bỏ luôn, nó kìa bỏ sắc luôn. Này nè, sắc nguyên đây nè luôn. Sắc xéo này nè. Ừ. Nó quăng được á. Còn dẹt cùi xong. Đâu quăng được chứ trời. Quăng được chứ trời. Nữa sau nữa. Hẹo nhăn cái đuôi heo qua luôn rồi. Thôi hư luôn rồi. Đậu hậu bị sâu ăn cho rồi. Còn đây còn ăn được gì không? Buông lại ôm luôn. Quay khúc này mất còn điểm quá. Giấu mày thôi luôn bà. Thôi giống trong là anh em mình chưa cái gì đó nha bạn. Dắt này ra được nè. Mọi người nha bạn. Đưa dao tôi mượn luôn. Tôi tới tu tuyển chọn rồi nè. Để đi. Để đi, để đi. Thôi cái này hư rồi. Để đó. Để đó nè. Trời tuyển chọn được mà nè. Đủ. Đây còn cái để họ rửa cái sạch sạch cái là rất ngon là liền. Lãng phí nha, tôi nóng giận rồi đó nha. Hay lắm em trai của tôi. Sợ thơm nhẹ hả? Cái gù luôn. Tắt luôn. Không tránh lãng phí mà. Nói chung là được nhiều lắm bộ. Đó, ngon là liền không anh? Cắt cái chốt đầu luôn. Này còn bị húi đây nè, ăn hồi với trưởng cái nói tôi này nọ nữa. Rồi. Đó, gõ gàng nè. Nó liền một dĩa mít luôn các bạn. Thôi gõ này về đó đi. Được dĩa mít luôn. Chứ làm phí còn nữa kìa. Hôm nay bỏ đi hôm nay. Ok. Đây một dĩa mít luôn nha bạn. Rồi vô. Vô các bạn. Đây các bạn, bữa tối anh em mình đã chuẩn bị xong các bạn. Bữa tối anh em mình ăn chay các bạn. Ăn chay. Ăn chay. Ăn đồ ngọt không à mấy bữa đầu tiên là anh em mình ăn gì cá không à. Bữa cái cô có bữa thứ ba là ăn ếch phải không? Đúng không? Bữa ba ăn ếch. Bữa tư là ăn gì vậy? Bữa tư ngớt đúng rồi. Bữa tư ngớt ba ơi. Không? Ờ. Thì bữa ba ăn gì? Cháo. Bữa ba ăn cá, cháo cá. Mới ngày hôm qua. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi. Thôi nói chung là anh em mới mình... nhỏ mà hư cái đầu rồi. Bữa nay mình ăn, anh em mình ăn chay các bạn. Đây là bóp ra đi. Ô mồi nha bạn. Ô mồi. Chết bà. Ô mồi nha bạn. Đây anh em mình đã chặt hết nha bạn. Rồi bóp ra. Đó, bóp ra. Bóp xéo. Rồi kéo. Okay. Kéo một cây ra. Dốt rồi. Đây là trái ô mồi nha tất cả bạn. Wow. Đó. Quá êm. Rồi. Mùi này nó hơi thơm các bạn, hơi nồng xíu. Rồi vô nè. Đây. Mấy người mà dễ chạy bị chảy máu cam đó là ăn này dễ chạy máu cam nha. Cái này là ô môi gắn liền với tuổi thơ. Không biết ông Lùng có tuổi thơ không chạy? Không, Lùng đâu có. Quen được thời gian chờ về với tuổi thơ. Thôi nói chung mình ăn chú đi. Quen được thời gian chờ về với tuổi thơ. Quen được thời gian chờ về với tuổi thơ thì đúng. Rồi mời tất cả bạn thưởng thức mâm hoa quả của rồi, mình nha. Rồi chú thơm nhẹ hả? Vô bạn. Mời tất cả bạn nha. Chấm đường nha bạn. Mời ông Sàm nha. Ôi trời, bà. Ông Lùng ăn hả? Đấy. Không nhìn nói đêm nay đêm rồi ơi. Để hai anh em tôi xử hết luôn. Đây buổi tối của anh em mình ra bạn một gỗ nhẹ hả? Dạ không nhẹ. Mày nói gì? Vô nè, vô nè. Vô. Chú nhỏ vậy? Ông này không biết ăn đường thôi. Gì? Chú nhỏ vậy? Tại anh nhỏ xíu rồi. Ok, vô bạn. 1, 2, 3. Trời ơi, chú dân vô vậy? Chú bự vậy? Mày các bạn nha các bạn. Vô luôn nha ông Sàm. Vô nha. Ngon nhẹ hả? Trời trời. Ngon. Chú nấu này chấm đường với muối ớt là phải nói anh em ơi, của mình á mỗi ngày một hương vị phải không, mỗi ngày món khác rồi. Ừ. Bữa cuối bữa cuối anh em chơi độc nha bạn, chơi độc lạ ngon ghê vậy. Đủ đó ai cũng ăn gì lửa nha. Đồ nè rồi anh em ăn gì đó lấy nha. Thôi tao bán bây giờ để ngày mai đi anh em nhìn đó bữa đi. Ừ. Anh em về anh để lại em đi bán trái cây luôn. Ai mua trái cây bán cho có mồi luôn. Ừ. Khuyến mãi mồi được bán hai cho chú tặng cái. Ngon nhẹ hả? Dâu mồi mà hồi lộn dâu. Bán một trái chú già nè, thêm trái chú nấu nè, tặng một miếng cô mồi nè. Đủ được không? Thêm một mít luôn hả? Ừ. Bán gì là lễ thèm á. Tặng em cái hộp luôn. Ê chú nấu ngon vậy. Quá ngon, cũng được mà. Ngon thiệt luôn. Ừ. Ừ. Mày bị chú này. Chuối chuối hả? Chuối. Làm chuối này. Trời trời. Đây, nó không né không trời. Né mày chịu à. Vô chuối ha bạn. Rồi không chuối sáng nay mình còn ăn còn dư nữa. Ăn không hết nổi luôn á. Quá ngon luôn. Nói chung là hôm nay một viên gỏi trái cây này anh em mình ăn đậu phộng sẵn sống tới 50 năm sau luôn á. 50 năm sau em hai bữa nữa. Ăn chuối này nè, là tối là ngủ là thằng nào nãy bệnh mũi nè. Rồi quên chuối này đâu ăn chấm đường. Vô bạn. Này bị liệu luôn á về mày các bạn chuối nha. Ngon luôn. Quá ngon. Nhẹ hả? Giờ ăn cũng đã rồi nha. Ăn mình đây là ngủ gì trái cây luôn á.
vô vô cái cây. Ừ, ừ. Cái miếng này. Ăn vô. Làm mít nè. Mít này. Làm miếng chuối. Được miếng này. Làm miếng này. Được miếng mít này. Đúng rồi. Ừ. Trời 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 trời, mít nhảy. Ừ, này mít đó bạn. Mít nhảy đã có tại anh em mình. Vô mày các bạn nha các bạn. Thôi mít để dành thôi. Vô luôn làm ơi. Để dành không mít này chứ mới đem về nhà chồng. Rồi mít này ngon quá. Chứ không phải là để nấu ăn. 10 năm sau các bạn sẽ lại nhập tao mít thì sẽ mời tất cả bạn. Đứa thì sao 10 năm sau nó ăn hay. Ừ. Kỹ ta. Rồi cái mít gai. Cái này luôn rồi nha. Chú này gặp rồi. Ok. Chứ đi vòng hoài. Đây, cho mít nè bạn. Ủa hộp mít chứ. Gì? Này là gì? Mít đốc. Mẹ không phải trái mít mà. Rồi tất cả bạn miếng mít nha. Muối mít. Muối mít đâu đúng rồi, muối mít nha bạn. Rau trời. Trời ngon vậy. Vô bạn. Là bạn muối rồi. Ăn muối mới ngon rồi. Hồi nãy cái dao cắt nó có nửa tép mà ăn nó chưa đã chứ. Ừ. Ừ, đã rồi. Văn ra ngoài nữa hả? Mày hả bự. Bây giờ mình tới bây giờ mời tất cả bạn mít nha. Quá ngon luôn bạn ơi. Mời các bạn quay về trước thôi các bạn. Đây. Ừ. Ôm mọi bạn. Ăn là lấy miếng rồi ra nè. Đúng. Lâu lắm rồi mới ăn lại được nha bạn. Ủa hộp không? Cái hộp nó ngâm nha. Đây cái một cái hộp này thấy không? Hộp này ngâm là uống nước rồi đó. Đó. Cái hộp ngâm. Này không biết mình ngâm làm gì thôi. Ngâm ăn làm gì? Đó giờ mình chưa biết. Yếu đuối nữa thì tụi hờ giống mấy đứa tụi hờ quá. Không tụi hờ chỉ ăn cái này thôi à. Không có ăn cái hộp này. Cả các bạn ôm môi nha. Môi có hộp đẹp. Đúng mày là con nửa tụi hờ rồi chứ mà chưa tụi hờ. Chỉ tả mùi thôi. Nó thơm thơm nhưng mà nó nồng nha. Vô coi. Ngậm luôn. Ngon quá ha. Ngon luôn. Không có sát được không? Đâu. Ngon hả? Ngon không? Ngon hả? Được rồi, thử miếng này tại đó là không có hơ đâu. Rẻ không? Có tụi thơ nhưng mà nè, vô bạn. Tao ăn thử rồi. Đây ôm môi nha. Này phải để vậy nè. Văn lên nè. Hồi xưa mình hay chứ. Hay tắm với xong nó lụm nó trôi vậy bạn. Lụm miếng trái này ăn là ngon lắm. Mời cả bạn ôm môi nha. Cái hộp này thôi. Đúng không? Ngon vô nha các bạn. Nhưng mà ăn này cái miệng đã lắm. Nhẵn không? Cái miệng gắn dính đen cái rồi. Lượm luôn, lượm luôn. Đúng không? Đây hộp giống hộp. Giống mèo không? Giống mèo. Hộp gì? Hộp mèo. Cái này. Cái miếng này này. Bẻ gì nè. Bây giờ tôi hơn nữa. Này em có mà. Bẻ gì nè. Em chỉ cần bẻ ngang cái là cái à. Tiếp bạn. Vô luôn nha nguyên miếng. Không nha. Nhưng mà ô môi này là người nào mà bị hay bị chảy máu cam là ăn không được nha các bạn. Được không? Biết không nha. Thấy bộ. Ăn ô môi này dễ chảy máu cam lắm. Mấy người bị á. Thiệt. Rồi ông bị chảy máu cam sao không ăn được. Tao bị chảy máu răng. Sợ quá. Mà ngon hơn chưa trời. Mời các bạn nha các bạn. Húc lấy mặt ngọt ngọt. Để hộp đi. Mời bạn chú này. Nổi thấy hộp hùng tôi ăn là dính nó miếng rồi sao. Đây thêm chút chấm đường các bạn. Thôi bỏ cái này qua bên đi. Mà cái đó là để cái gì tráng miệng đúng không. Trưng bày vô các bạn. Ăn này nè. Theo quy sức của tôi đang ăn ngon mày. Tôi đang ăn ngon ngon mày. Ủa ông nói không biết ăn ngon mà. Không đó ông có phơi không. Trời ơi chú phơi tao là tràn đầy. Mời tất cả bạn nha, trái chuối nha. Ăn chuối mới cứng bụng anh em mình được. Đậu phộng như chuối đây là sình bụng luôn á. Ừ. Sình đó lịnh trời. Em ăn nó giờ mấy trái mà no nhẹ. Ừ, nói gì mấy trái? Hai trái rồi. Hai trái à? Trái ba. Trái này bà ba, trái này trái ba nè bạn. Mà no hết xịu hết. No không lùng. No. Thôi vậy lùng nghỉ đó nha. Lùng no rồi. Dễ gì nghỉ fan. Lùng ăn cái này đuối giờ no mới đây no lại. Chưa no đâu. No no rồi. No rồi. Ừ, giá này nó mới no nha. Thôi các bạn ơi, mình no nha các bạn. Thôi nè, ăn đây nè. Thôi nè, ăn đi. Không, ôm no, mang ôm môi đi. Ờ, ôm no, ăn môi chứ mày đi vô các bạn. Ôm môi thì no tới ngày mốt luôn nè. Ôm bộ ăn miếng mì mầm khỏe nè. Nè. Dữ gì đâu. Ôm môi nè, ôm môi nè. Miếng chuối không trời. Chuối dữ. Mời các bạn nha các bạn. Cắn một chấm nó dính. Mời các bạn nha, quá ngon. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Mỗi ngày vui ăn hoa quả. Mỗi ngày tôi chọn một món ăn. Mỗi ngày tôi đều ăn chuối. Hôm nay mình ngưng sách xanh không? Buổi chiều hôm nay mình ngưng sách xanh rồi bạn.
Xong là anh em mình ba anh em tu rồi. Tâm rồi. Ý mày không? Tính, tâm tịnh đúng không? Mày mày cảm thấy là mày tội lỗi lắm bởi vì mày ăn trái cây phải không? Đúng rồi, ăn này cho vỡ sát hại sinh linh không lại. Ủa, ăn sát hại là bao nhiêu? Tao quyết định này, tao quyết định tan cha luôn. Ăn chay biết chay gì không? Tiền. Con trai đập đầu quá. Mỗi ngày tôi trồng một trái chuối. Ngon quá. Trời ông trùng trồng mà phải chuối ông một. Ăn gọi. Nè. Ăn gọi. Nè hí này đi. Sao vậy? Ôi không nghe được đâu. Ôi. Gì vậy? Mùi chích. Ôi cái này nè. Ừ, ăn rồi. Tôi ăn nữa. Trời. Gì thôi. Để đây. Nói chung là chưa lần nào đi sinh tồn mà qua quả đầy đủ rồi. Như chuyến này luôn. Tao không ăn nhẹ. Nãy con chưa xài không bị mất cái mùi chứ. Bắt đầu mát bị người ta lấy lại. Ba ba. Bỏ nhắc cái tiền đó bỏ qua đi. Ngôn từ không kể kiểm soát. Ô ổng mới sao. Ghê quá người đó. Làm bắn loạn tâm hồn nha mọi người nha. Thì xin nó không cho hiện tại lại thôi. Rồi cũng đớn quá. Dẹp dẹp quá ghê quá. Trời ơi xài mà tới lại mất tiêu luôn trời. Thôi tôi sợ quá. Chạy là vừa. Mọi người cả bạn nhớ dối nha. Cái nào dính vô vậy. Thôi mình cho cái gì quá qua thì mình đi. Đừng nói nữa không đợi, tôi bị đợi nữa mọi người. Sợ quá. Đi vô bà. À, sợ quá. Ừ, ngẹn chết luôn. Rồi, lụm nha. Trời ơi, lụm chuối cũng luôn rồi. Chuối ngon quá. Thằng nhỏ tao no rồi, thằng em tao no rồi. Ôi, nào gắt cái chuối này vô, lụm ngay cái chuối khác không? Không, lụm nữa. Mày bắt cái chuối kia tao khé luôn á. Cái chuối kia mất tiêu luôn rồi. Các bạn nha. Các bạn khúc đó còn khúc đó chứ còn ngon á. Rồi ăn vô cái chuối nhỏ ổng rồi. Ừ, ăn luôn ngon á. Chẳng khác nào tôi tôi ăn chuối của ổng vậy. Đúng rồi. Đậu bọng. Ăn cái là bất tử mọi người. Tao tử luôn. Ờ không chờ vô đó đâu. Đậu phộng. Quá ngon. Đậu không no nhỉ. Em hết lên hai ăn hết bốn cái này. Chuối gì? Gì? Chuối gì? Thì được gì được phần thử được này. Vậy anh thắc em ăn hai cái này thôi, phần thử em được cái này. Đâu không? Cái hai em tưởng có được cái gì đâu quốc liền. Nói chung là buổi tối anh em mình còn nhiều nữa nha bạn. Thôi không ăn mấy trái mình no nhẹ. Quá rồi. Để đây đói bụng. Ai đói bụng ăn nữa nha. Thôi giảm cho bạn. Tại chưa no. Chưa no hết rồi nè, tặng hết nè. Mà để xuống máy đi rồi mình chia sẻ các bạn mình sẽ bào tiếp nữa. Đúng rồi. Chứ ăn vô đây no thiệt như đây nặng nhẹ. No các bạn. Nói chung là buổi tối anh em mình chỉ đơn giản thôi các bạn. Ăn trái cây thôi, ăn chay thôi bạn. Tại ngày mai anh em mình về ăn mặn lại sao? Thôi nha. Ngày mai anh hai về, anh hai điều tiên anh hai thức dậy xong đánh răng thì chạy ra cái tiệm phở thì anh kêu tô năm tô một vô một tô. À, thì ra là anh hai chạy ra chạy ra tiệm phở anh hai kêu tô cho lòng. Đầu tiên là gì không? Vậy. Không phải là chạy ra tiệm phở được đầu tiên rồi. Ừ giời. Thôi ấm tô chở đi. Thôi con nhỏ chở đêm được đâu, để mình ăn xong cái mình mua. Ồ, về đúng rồi con à. Dẫn con theo à, ăn được gì đâu. Ta mua một tô hành năm tô, ta về nhà hai chồng ta ăn với con phải ngắm con một tô hành năm tô là sao? Thì tô bự của tôi là tôi mua hành năm tô đang thèm nữa không hiểu không yếu dữ chạy. Thôi nói chung là anh em mình nói xàm xuống vui vui với ăn. Giờ bây giờ anh em sẽ tắt quay để mà ăn sâu sủi cho rồi anh em mình sẽ chia sẻ tiếp theo các bạn cùng xem nha. A few moments later. Đuối lắm hả? Đuối lắm sao? Đuối lắm sao giờ nằm rồi. Xỉu rồi, xỉu rồi. Nói chung là bây giờ anh em mình chui vô mùng nằm ngủ đi các bạn. Tại giờ không chạy 5 ngày rồi. 5 ngày các bạn. Quá mệt. Giờ anh em mình ngủ để giữ vững tinh thần để sáng mai anh em mình giọt về nhà các bạn. Đậu hỏng. Nôn lắm rồi giờ. Nôn ngủ đặng. Quíu nhẹ lắm. Nằm một giấc là nó mở mắt ra là tới sáng là phải về. Hôm nay mình nằm cái thẳng cẳng một cái rồi. Để trong tới giờ. Sáng ngày mai anh em mình sẽ được về nha bạn. Nói chung là bây giờ anh em mình sẽ tắt máy quay để anh em mình đi ngủ một giấc thở đã nha bạn. Một giấc thật là sâu mới được. Ok ngon ok. Luôn. Ngon luôn các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ tắt máy quay để anh em mình chui ngủ các bạn. Nên chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình người thân. Bây giờ anh em mình sẽ đi ngủ các bạn. Bye bye các bạn nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Chào bạn nha. Hôm nay là ngày sáng ngày thứ hai nha các bạn.
sẽ ngày thứ hai đậu ổng ra mơ mơ mà nghe mày nói cái muốn bật lửa nghe luôn á trời núi nhẹ vậy á. Hôm nay chuẩn bị về mà nghe tôi nghe mới sáng ngày ngay chắc anh em mình đậu phòng ngủ tới chiều luôn á. Một quá trình thì lại dài đối với anh em mình nha các bạn, giờ cũng tới ngày anh em mình được ra trại mái ấm gia đình rồi. Đi ra trại, ra trại, ra trại. Ủa mày ở tù cái gì mà mày không ra trại mà ra trại thì đi ra khỏi trại nè đậu không bởi vậy ừ cái chạy nè chạy ghê quá. Nói chung là hôm nay là ngày sáng ngày thứ sáu nha bạn, đầu hôm nay là ngày anh em mình được đi về đó bạn, đầu phòng hôm nay anh em mình đốt cái liều luôn nha. Không chơi gì khô máu vậy đại ca, kỷ niệm của ba anh em mình đó không ấy. Sao lúc đầu nói liều để cho ông xàm trốn vợ không? Ừ cũng ra riêng. Ra riêng. Thôi nói chung là anh em mình hất gậy xong mình dọn dẹp dỡ cái lều này, chờ gom mấy cái dây nhựa dây lông lại chờ nha bạn. Anh em mình sẽ trả lại mỹ quan đô thị này sạch sẽ nha bạn. Okay. Anh em mình sẽ gom đồ về trên luôn nha bạn. À, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ anh em mình suốt 5 tập sinh dồn sinh tồn vừa qua nha bạn. Nói chung là anh em mình bây giờ anh em mình sẽ đi về. Nhớ nhà lắm rồi. Cái đậu phòng. Mày nhớ nhà chắc đây người ta không nhớ nhà. Đây ta rất là nhớ luôn giờ Huy. Không. Nói, rồi. Nói chung là bây giờ anh em mình sẽ tắt máy quay và dọn dẹp hết cho các bạn. À, chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, thật là tràn đầy năng lượng nha các bạn. Bây giờ anh em sẽ tắt máy quay, anh em mình chuẩn bị dọn dẹp đi về các bạn. Đậu phòng đi về lê. Nếu thấy 5 ngày anh em mình sinh tồn có gì thấy thú vị các bạn cho mình anh em mình một like nha. Ok. Chào tất cả các bạn nha. Bye bye bạn luôn nha. Bye bye.